Xin chào các bạn. Hiện nay một số bạn thường gặp phải tình trạng là không thể gửi tin nhắn được cho tổng đài. Đây ví dụ mình thử gửi tin nhắn đến tổng đài 191. Đây, khi gửi nó sẽ báo lỗi này. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục nó. Đầu tiên các bạn vào trong phần cài đặt. Kéo đến dòng ứng dụng. Sau đó bạn chọn đến dòng 3 chấm này. Chọn dòng truy cập đặc biệt, bấm tiếp vào phần cho mình dịch vụ SMS Premium và chọn luôn cho phép. Mình đang dùng máy Samsung các bạn nhé. Đây, tiếp tục vào đây gửi lại. Ok, chúc các bạn thành công.